Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh YouTube của Phoenix Auto. Thì hôm nay Trung có tiếp nhận một dự án của một bạn khách hàng rất là giỏi và rất là trẻ. Thì vừa rồi bạn có đem cho mình một cái chiếc Kia Carnival này mà mang đến cho mình để mà cho mình một số cái ý tưởng để làm sao thể hiện được bên ngoài sự mạnh mẽ và thể thao, nhưng ở bên trong thì thể hiện sự sang trọng và tinh tế. Thì trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì bọn mình cũng đã có ý tưởng dành cho bạn này. Thế thì Trung mời anh em nha, có thể là đến gần đây để xem rằng là về ngoại thất của chiếc xe này đã được thay đổi những gì. Thì điều đầu tiên đập vào mắt của chúng ta đó chính là cái phần ngoại thất của chiếc xe này đã được decal theo một cái bảng màu đen lì ceramic, nhìn nó trông rất là lôi cuốn, trẻ và thể thao, đúng không anh em? Đó, và với đó nữa đó chính là bốn cái phần mâm này cũng đã được sơn bóng lại đó, để làm sao đồng bộ được về cái phần ngoại thất của bên xe, nó đen đẹp. Rồi cuối cùng đó chính là cái phần đèn hậu của cái chiếc xe này đã được lắp một cái bộ đèn của Porsche. Thì các bạn cũng biết, anh em cũng biết đó chính là gì, Porsche là một cái dòng xe nó mang hơi hướng về thể thao đó. Thì đây là một cái option mà Trung nghĩ rằng là tất cả những anh em mà chạy Carnival thì cũng không quên nâng cấp về cái phần này. Nó rất là hay, nó mang lại cái điểm nhấn cũng như là cái sự thu hút khi mà chúng ta di chuyển trên đường đó. Và cái hạng mục cuối cùng nằm ở bên ngoài cái phần nội thất đó chính là phần lồng vè đây. Thì những anh em mà chạy xe ô tô thì cũng biết trong cái giai đoạn này là mùa mưa rồi, thì những dòng xe mà được thiết kế cái lồng vè bằng nỉ, khi mà chúng ta chạy một thời gian nó sẽ có một hiện tượng đó chính là nó bị biến dạng này, nó bị mất form này, hoặc là thậm chí nữa là gì, là nó bị bung chốc hay là rớt những con ốc, nó làm cho cái lồng vè này nó bị sập sệ, trông nó rất là mất thẩm mỹ và thậm chí nữa là không có an toàn. Thế thì bên mình cũng đã có một cái giải pháp, tất cả những cái lồng vè nỉ này cũng sẽ được hóa nhựa lại đó, để làm sao mà cho nó cứng hơn, quay về cái form của nó và thậm chí nữa là nó phải bền đó. Mà đây là một cái giải pháp mà bản thân Trung nghĩ rằng là nó vừa tiết kiệm chi phí với lại là nó mang lại cho anh em cái sự an toàn nó trong ngoài chúng ta sử dụng những dòng xe mà có thiết kế cái phần nỉ zin như thế này, đúng không anh em? Rồi, đây là cái phần mà ngoại thất thì Trung cũng đã có giới thiệu sơ qua rồi, nhưng quan trọng hơn, nơi mà chúng ta có thể đặt tả hoặc gửi gắm nhiều những cảm xúc ở trong đó, đó chính là cái không gian nội thất của trong xe. Rồi, xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng xem. Đây là cái không gian của hàng ghế tài phụ đã được bên mình sử dụng một cái bảng màu mạt V250. Thì anh em cũng đã biết là trong thời gian vừa qua thì đơn vị Phoenix Auto cũng đã rất là có nhiều khách hàng quan tâm về cái màu này. Bởi vì sao? Đầu tiên đó chính là độ bền của da. Da này là được sử dụng dòng da nắp 3 nhân tạo cao cấp nha anh em nha. Đặc tính của nó thì nó cũng không khác gì quá nhiều so với da bò thật 100% cả. Nó vừa bền này, vừa sang này, vừa đẹp nè, lại có cái độ thắng khí tốt nữa. Và điều đặc biệt nhất đó chính là trên cái bề mặt da này nó có một cái điểm hay, đó chính là nó có những cái vân hạt đó. Nó nhìn vào thì cứ nghĩ đó là da bò thật, nhưng thực tế không phải, đây là dòng da nắp 3 dòng nhân tạo cao cấp thôi đó, nhưng mà nó lại mang cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc khi mà chúng ta trải nghiệm hay là khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm đi, thì từ đó mới biết được rằng là cái đặc tính của cái loại da này nó như thế nào đó. Thì trên cái phần ghế tài phụ này thì anh em cũng đã thấy ha, đó chính là về họa tiết nè, hoa văn nè, kiểu may nè, đường chỉ nè, cũng đã được thiết kế lại. Hầu hết đa số là những cái ghế trên xe này đều là sử dụng một cái kiểu dáng chung, nó mang đến cái sự sang trọng, nó mang đến cái sự tinh tế, nó mang đến cái sự gọi là đẳng cấp hơn rất rất là nhiều đó. Thế thì ngoài việc ghế cũng đã được thiết kế rất là tỉ mỉ và chỉnh chu đó, thì cái phần tắp đi cửa nó lại mang cho mình thêm một cái cảm xúc khác biệt nữa, đó chính là vị trí này cũng đã được dập lỗ CNC. Nó tạo cho chúng ta có thêm nhiều cái điểm nhấn hơn. Cùng với đó là hệ thống đèn LED nội thất cũng sẽ chạy dọc từ tắp lô cho đến những cái vị trí của cái tắp đi cửa nha, làm cho không gian xe trở nên lung linh hơn và đầy đủ sắc màu hơn, đúng không anh em? Đó, và đây là những cái vị trí mà mình lại muốn có thêm những cái phần mà gọi là chụp lo để tăng thêm cái điểm nhấn. Nếu như bình thường mà không có những cái ốp chụp này thì nhìn nó trông khá là đơn điệu, không có cái gì là mang đến cái sự cuốn hút và lôi cuốn cả đó. Nhìn vào nó thôi thì Trung cũng thấy được cái sự khác biệt rồi đó. Và điều cuối cùng trên cái không gian khoang lái này đó chính là cái phần vô lăng.
cái phần vô lăng này cũng đã được bọc da và phối với lại đèn piano. Đó. Bọc da vô lăng thì khi mà chúng ta chạy xe trên đường thì nó mang lại cái cảm giác rất là êm tai và thoải mái. Đó. Còn cái phần đèn piano thì nó lại thể hiện cái sự sang trọng. Và đây là nơi gửi gắm cảm xúc cũng như là cho chúng ta tăng thêm cái sự trải nghiệm cũng như là cái sự thoải mái. Hàng ghế đây là hàng ghế VIP đã được bên mình nâng cấp một cái bộ ghế cá spa, và cùng với đó là tặng cho bạn khách hàng này một cái chiếc sàn vân đá. Thì cái combo này hiện tại bên mình đang chạy chương trình khuyến mãi, nó chỉ có 80 triệu thôi anh em. Đó chính là hai ghế và một sàn. Ghế thì được sử dụng rất là nhiều những cái công nghệ và tính năng rất là hiện đại, bao gồm là chỉnh điện 6 hướng nè, ngã lưng nè, trượt tới lui nè, nâng hạ chân nè. Nhưng mà cùng với đó thì lại có thêm rất là nhiều những option khác trang bị trên cái chiếc ghế này nữa. Đầu tiên đó chính là cái phần LED này cũng đã được lắp lên nè. Đó, làm cho cái chiếc xe khi mà chúng ta mở cửa nè, nhìn vào trực diện nè, cái ghế nó trở nên nổi bật hơn, đúng không anh em? Rồi, thứ hai đó chính là ghế được trang bị tính năng là ngã không trọng lực. Đó là một cái chức năng mà ghế có thể được nâng lên, nâng lên để làm cho cái tư thế ngồi hoặc tư thế nằm của chúng ta cảm thấy nó dễ chịu hơn. Đó, và cuối cùng là vị trí sạc không dây. Đó, anh em thấy ha, nếu mà chúng ta sử dụng điện thoại mà lỡ như hết pin thì cũng có cái giải pháp cho anh em khi mà chúng ta ngồi trên xe, đúng không nào? Đó. Về việc mà điều khiển thì ghế được trang bị màn hình cảm ứng nè. Đó, và một cái cục điều chỉnh bằng cơ. Trông nó rất là thuận lợi, và anh em cũng thấy được rằng là khi mà chúng ta sở hữu một chiếc ghế mà nó trang bị rất là nhiều những cái tính năng như vậy thì nó làm cho cái việc mà trải nghiệm của mình càng trở nên dễ hơn. Đó, thích thú với lại những sản phẩm này hơn. Cái phần sàn này, đây là cái mẫu sàn vân đá, cũng đã được bên mình thiết kế dựa trên ý tưởng của khách hàng. Nhưng mà vì sao có những khách hàng lại thắc mắc rằng là ở đây là nội thất màu kem này, tông sáng nè, nhưng mà lại sử dụng cái sàn tông màu tối. Đó, nó cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Nhưng mà bất kỳ những cái ý tưởng nào của khách hàng thì chung đều có những cái câu trả lời dựa trên kiến thức, dựa trên cái sự trải nghiệm và dựa trên những yếu tố khác nữa. Anh em cũng biết, khi mà chúng ta bước vào trong một cái không gian xe thì cái điều đầu tiên là gì? Là nó phải có những cái gì thực sự nổi bật, đúng không anh em? Ví dụ như bây giờ cái trần này nó đang là cái tông màu kem, tông sáng. Ghế này là ghế màu mạc V250, tông sáng. Thế thì bây giờ nếu như mà chung thiết kế một cái sàn này mà cũng là một cái tông sáng luôn, thì khi anh em nhìn vô anh em thấy cái điểm gì mà nó thực sự đập vào trong mắt của chúng ta không? Rất khó, đúng không? Đó, chính vì lẽ đó cho nên là bên mình cũng đã lên một ý tưởng rằng là nó phải có một cái sự cân đối, hoặc là nó sẽ có một cái bố cục sắp xếp về về cái màu sắc, để làm sao khi mà chúng ta nhìn vào trong cái không gian xe này nó phải phân biệt rõ ràng. Đó, cái nào chủ đạo và cái nào tạo điểm nhấn. Đó, chính vì lẽ đó cho nên là nó mới có một cái chiếc sàn nền đen như thế này. Khi mà chúng ta nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đây, một cặp ghế quá đẹp. Đó, một không gian nội thất màu mạc V20 quá đẹp. Đó. Và nếu như mà chúng ta ngồi trên ghế thì chúng ta sẽ nhìn xuống ngay cái phần chân của mình thì thấy rõ được rất là nhiều những cái họa tiết vân đá được thể hiện trên cái mặt sàn này. Và những họa tiết này thì anh em có thể là muốn bên mình làm theo yêu cầu của anh em cũng được. Ví dụ như về màu sắc như thế nào, rồi về họa tiết nó ra làm sao, hoặc là về những cái đường nét, hoặc là muốn có vàng hay là như thế nào vân vân. Nó rất là nhiều những cái yêu cầu của khách hàng. Mặc dù bên mình cho rất là nhiều những sản phẩm rồi, nhưng mà những ý tưởng mới của anh em lại mang cho mình rất là nhiều những siêu phẩm mới. Đó, cũng rất là cảm ơn anh em nếu như mà quan tâm đến video này và quan tâm đến những cái hạng mục này, có thêm những ý tưởng mới cho đơn vị Phonex Auto thì điều đó bản thân Trung rất là cảm kích. Thì về cái phần sàn này cũng đã được thiết kế thêm một cái logo được khắc CNC theo thể hiện cái sự cá nhân hóa. Và trên cái phần logo này cũng đã được thập thêm một cái hộp đèn điều khiển với 200 cái chế độ chuyển màu khác nhau, làm cho chúng ta khi mà ngồi trên xe thì cái cảm giác được tận hưởng cũng như là mình relax nó sẽ trở nên thích thú hơn. Đó. Và đây là cái bệ bước nhôm mà khi mà chúng ta lắp sàn thì cũng không có thể nào quên được cái phần option và cái trang bị này. Đó, nó mang đến cho chúng ta cái sự an toàn cũng như là khi mà mở cửa thì nó thể hiện cái sự nổi bật cũng như là và tinh tế hơn rất là nhiều ha anh em ha. Và điều cuối cùng của cái không gian cốp của cái chiếc xe này đó, thì Trung cũng sẽ mời anh em xem qua một lần nữa, đó chính là về vách. Đó, tất cả những cái vị trí này cũng đã được sơn theo như cái tông màu mạc V250, theo như cái tông màu chủ đạo của cái hàng ghế VIP.
nó mang đến cái sự đồng bộ cũng như là anh em thấy được cái sự sang trọng của cái không gian xe. Và với cái chi phí mà anh em vừa nhìn thấy trên cái không gian nội thất của cái chiếc xe này thì cái gói độ này thì nó cũng khoảng đâu đó trên 150 triệu thôi. Nhưng mà nếu như mà anh em không cần quan tâm đến cái phần mà thay đổi về ngoại thất ở bên ngoài, chỉ cần thay đổi một số cái option ở bên trong nó mang đến cái sự khác biệt cũng như là thể hiện cái sự sang trọng hơn, thì mời anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ ghế Casper đang trong một cái chương trình khuyến mãi rất là tốt. Khi mà anh em mua ghế thì sẽ được tặng cho mình một cái bộ sàn vân đá và nhiều cái combo với những cái giá trị và cái giá tiền hấp dẫn hơn nữa. Đó, thì nếu như anh em có quan tâm và dành những cái sự ngợi khen cũng như là thắc mắc về những cái option được nâng cấp trên cái chiếc xe này, có thể để lại mọi thông tin và bình luận ở phía bên dưới và đội ngũ của bên mình sẽ liên hệ và tư vấn cho anh em nhé. Mình là Trung đến từ đơn vị Phoenix Auto, chuyên nâng cấp và độ cá nhân hóa cho tất cả những dòng xe ô tô. Xin chào và hẹn gặp lại.